Hello, chào anh nghe anh nghe rõ Nghe không? tốt rồi. Ok anh, cả đêm ngủ không ngủ được không ơi? Cái chính phủ của cái mạng xã hội bên này đó, chương trình, những cái chương trình xã hội bên này đó, tức là chính phủ bên này đó, họ lo nhiều quá. Thực ra người ta biết trong cái thân bụng mình đó, nói là cái chính phủ ở đây đó, mà nó họ nó lo nhiều quá rồi đó, thì cái sự mà tại vì cái xã hội này họ tổ chức rất là họ tổ chức rất là chặt chẽ. Họ bảo, nhưng mà cũng tại vậy đó, thành thử ra là tại vì mình ở đây là mình người là người nhập cư, thành thử nhập cư mà anh, nó Đúng đâu có nhiều rồi, tôi người, nói rồi, nó không phải là nó cái không có nhiều quê hương. người, nó như nhóm nhập cư của Việt Nam thì nó tụ lại cái nhóm Việt Nam, nhóm nhập cư tàu thì nó tụ lại cái nhập Đủ cư loại mà, tàu, cái nhóm của à, kinh đủ mẹ, đủ đủ nó thứ. chia ra cái mẹ, nó rồi rồi đấy, cái gì mà chung chung đánh nhau chung chung, chẳng hạn như cái Thanksgiving thì có chính phủ mãi xa 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 xôi tổ chức, thì thực ra là cái mạng xã cái sinh hoạt xã hội nó cũng vậy chứ, nó đơn lẻ lắm anh, đừng nói chỉ thôi mấy người khác đi, Nam nè, tôi nói tôi nè đấy, nên là một năm là chỉ được mấy cái ngày lễ này thì nhà tôi mới có người thôi đó, con nhà đâu có ai đâu, hai ông già bà già đi ra thì cũng một mình, đi ra khỏi cửa cũng một mình, lên xe cũng mình, chẳng có nào nói cả ngày, chẳng có nào Khổ, không không có người, thấy nó mẹ thì có, cũng bởi vì khó, không có tôi nói người. anh, khổ đến mức độ vậy nè. Đây coi, tôi cho đây, nó khổ như vậy. Cái ăn là tôi biết, tôi là con người ham ăn mà, cho nên ra cái ăn tôi phải, cho anh coi cái này vui lắm nào. Đồ đạc ngày hôm qua đem về vẫn còn nguyên thế này. Anh biết trước trước khi đi Mỹ á, tôi đi xuống chỗ chỗ Costco, tôi đi mua hai miếng sườn, cái Anh để đây hả? sườn tôi để trước khi tôi đi Mỹ, sau 9 tháng nó vẫn còn nằm ở trong cái tủ lạnh đâu. Đồ quá, nó tức cười. Tôi về tôi dở ra, tôi nói chết mẹ, tôi gãy đầu tôi nói rồi sao. Đồ quá, anh nghĩ đi coi, là thấy suốt đời mình là vậy đó, khổ rồi. Là, Thôi thôi mình đôi lúc mình ngồi đúng đôi lúc mình ngồi mình bật cười, đôi lúc mình ngồi mình bật cười. Ồ mới vậy hèn gì mà mình về Việt Nam là không sướng chứ được, khổ thôi vậy, thấy không, rõ thôi ràng không? thôi bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ ông lấy, ông có hai cái miếng sườn đó, bây giờ ông lấy thằng cái ông để đó, để từ sáng đến chiều đến tối sáng mai cho nó đã đông rồi, không cái ông làm, ông làm cái món gì ông ăn cho nó, ông làm ông để từ từ, cái đó là ông phải để từ từ, ông tách thời gian của ông, cái ông làm cái món gì thiệt là ngon, ông làm cố gắng là ông ăn, làm một phần cho ông ăn được coi, rồi ông nối lại tình xưa, tức là ông nối lại cái cuộc sống của ông trên đất Mỹ thì có làm sao không. Tôi thấy nó dở dang rồi, tôi thấy nó Thì không, nó không không nó bây bằng đồng có nghĩa gì, giống như sự chỉ gì đó, nó đứt rồi, bây giờ anh rút lại, nó có cái rút, anh hiểu không? nó có gốc Nếu thì bây nó gốc giờ thì nó mình phải nối à, lại chứ. rút rút phải nói lại thôi chứ biết sao giờ, rồi Thì khổ bây vậy đó giờ anh biết là đó. anh mà muốn tìm lại cuộc sống mà tương đối an bình ở cái xứ, ở xứ Minneapolis của anh ấy, thì giờ tôi đề nghị anh á, bỏ cái miếng thịt ra rã đông để 24 tiếng đồng hồ, không để vậy đi, từ từ nhỉ, rỉ rả ngẫm nghĩ Không, cho cuộc cái đời mày của quay mình. nó có cái chế độ rã đông mà anh. Không không phải là microwave, đừng có bỏ, tại vì anh, Rồi. tôi muốn anh để ngoài đó, tại anh nhìn Để nó cho anh rỉ chiêm rả, nhìn chiêm nghiệm. đúng rồi, anh rỉ Mà rả cái cuộc nó đời của khổ, anh. tôi nhìn đó mà tôi nhìn thấy gà luộc ở Việt Nam thì sao trời. Chưa, bởi vậy tôi để cho, Ăn bởi anh để tôi gà nói đây nè, luộc. anh cứ để cho nó rỉ rả, để cho nó rỉ rả 24 tiếng, nó À. khỏi nghĩ về cuộc đời của bây giờ mình ăn cái này, Được. mình nói lại, Được. mình nói lại cuộc sống của mình ở đây nè, rồi ông ráng làm Đúng sao đó ông rồi làm, ok rồi, chắc là cuối tháng 4 phải lọt lọt phải về quá nơi rồi, nhớ Việt Nam quá, chịu không nổi rồi, chịu anh không nổi rồi. nó nói chuyện về Việt Nam, ở Việt Nam ra đây, của Việt Nam nó kỳ lắm nha, Việt Nam anh bước ra là bước không nổi đâu, tôi thấy một mình tôi nhớ hoài Tôi nói nghe, có hai đứa nhỏ cháu gái, cái ngày đó là tôi đi qua CP trường thì nó lấy xe đưa tôi đi, thì xe hơi mà, thì tôi nhờ chụp hình luôn, nhưng mà cũng có hên thấy. là nó có thấy rồi, chứ còn không là có bà bạn bè bà quấn quýt mà đi thưa, chắc là tôi đi không nổi quá, cái chân tôi nó quýu lại đi không Đây được, đây, thành ra tôi không muốn ai đi đưa hết trơn á, đúng khổ rồi. vậy.
Việt Nam mình về đó, cái lần đầu tiên mà mình về mình nói anh, cái mình bước ra cái mình biết ạ, mình biết nó rất là kỳ cục, không nó là mình đi là cái chân mình nó cứ bấp bấp bấp, nó ngã dính đúng rồi, khiến nó cột lại đó. Mà tôi nhớ là bất cứ bao giờ cũng vậy, hồi đó mình còn đi, tôi còn đi làm đó anh. Thì mỗi lần mà tôi đi về Việt Nam rồi tôi trở lại đây đó, tức là tôi cả ngày tôi chỉ đi lang thang ở trên cái phố này, tôi đi bộ ở cái phố của tôi kiếm cái tiệm này tôi đi vào, tôi kiếm cái tiệm kia tôi đi vào, tôi ăn cái món này cái món kia. Mà tôi là người ít có ra ngoài, mà bạn bè phường hàng xóm mày, thành thử ra là mình biết là từ lâu lắm rồi, chứ không phải biết từ triệt lâu rồi đó, tức là mình về Việt Nam rồi đó, mà khi đi ra nó có gì như cột lại. Mà cái đó không phải của riêng tôi không, mà tôi thấy là của rất là nhiều người đó. Đó là những người có một cái tâm hồn về mình, nó chỉ yêu nước thì nó quá đáng, nhưng mà người là người ta biết là về đất nước mà ruột thịt của họ thì con người đó vậy, anh hiểu không? Tôi cũng vậy thôi, tôi ra đi tôi không nỡ mà, bởi vì tôi ngồi qua tới bây giờ tôi ngồi tôi nhớ phở, tôi nhớ hủ tiếu, tôi nhớ bún bò, tôi nhớ đủ thứ, tôi nhớ rượu đế, tôi nhớ đủ thứ trên trời, nó bước chân không nổi rồi, mà cái gì đó với tôi nó cũng ngon anh, khổ vậy đó. Thì cái lai này suốt đêm tôi qua cái gì đâu có ngủ đâu, tôi giờ người ta đi hết rồi tôi chắc là không ngủ, tôi phải ráng là không ngủ lại với người ta, biết chi không, để mình từ từ nó hòa nhập sớm hơn sớm hơn. Anh không ngủ thì chừng nào khi ta ngủ là anh bắt đầu ngủ, thì có thể là ta ngủ 8 giờ bắt đầu tôi ngủ mẹ 5 giờ rồi, chứ bắt đầu mình cải thiện từ cho nó lẹ đi, chứ còn nếu mà để cho từ từ ấy nha, lâu lắm, ngay nó 2-3 tuần lận. Thì bởi vậy tôi mới nói anh là anh để cái miếng thịt bò của anh ra ngoài đó cho nó đã đông quá, rồi anh rỉ rả anh nhìn nó cho nó đã đông, anh rỉ rả rồi mình ăn cái này. Trời rồi ơi. Mình nhập vô cái đồng hồ của nước Mỹ, rỉ rả để nó anh. Mình với Việt Nam bây giờ anh đến sofa là đến hết năm nay là mình ok đó anh, rất là ngon. Cuộc sống của mình tới bây giờ vẫn còn hòa bình, không có gì quá cực khổ. Quá hay anh. Quá hay. Đấy, anh ở Việt Nam rồi đó, bao nhiêu đó lâu rồi. Thấy đó, thực anh, sự. Đấy rồi anh về đây đó rồi anh, rồi từ từ 1-2 ngày rồi anh sẽ nhìn thấy chuyện này chuyện kia, anh nghe thấy chuyện này chuyện kia. Ở trên Mỹ này buồn cười lắm anh. Mỹ này, anh phải mở TV ra anh coi, anh phải mở TV cái đài local đó. Anh rồi anh mình chỉ cần coi hình thôi là mình hiểu, mình không cần nghe. Bây giờ tôi mở TV cho tôi ngồi nghe nó, tùy coi hình thôi. Coi hình là tôi biết nó chuyện quỷ rồi đấy. Chẳng đó anh coi hình. Có chuyện gì ra chuyện gì cả. Toàn láo xạo. Không. Anh mở TV Mỹ ra đó, anh coi hình, anh coi hình anh đứng nghe. Anh coi hình này anh sẽ đoán được cũng chuyện của nó. Bây giờ mỗi đài nói buồn rồi mà từ tôi chẳng có tin ai nào. Không có tin nhưng mà mình coi mình biết vậy đó. Rồi ok anh. Mà mỗi lần tôi mở phim ra toàn coi phim bộ không. Ông phải coi TV đi. Ông phải coi rồi. Ông phải coi tin tức thì ông mới nhập mình nhập vô cái hồn của nó được, cái hồn của người ta được. Rồi, chắc chắn là vậy rồi. Anh tâm trạng 2-3 tháng trước mà anh đi về Việt Nam, về Mỹ rồi thì cũng giống như tôi thôi, nó nhớ quay quá. Anh nhớ tôi sáng sáng ở Việt Nam thì anh nói bữa nay ăn cái gì, sáng sáng còn ở bên Mỹ cái khái niệm ăn cái gì không có, tại vì sao ở nhà có gì ăn cái đó. Bởi vậy đó, cái điều mà khác tôi mà thiệt á, mà đến cái kỳ đâu, một đến cái kỳ vừa rồi tôi mới nhìn thấy đâu, là một cái sự khác biệt rất là căn bản. Căn bản đúng rồi. Anh cho tôi danh nè, phải ngủ đứng răng rửa mặt xong bây giờ phải kiếm cái gì ăn như này, thích hay không thích, muốn hay không muốn gì, buổi sáng thì phải ăn sáng, nó cũng vậy thôi à. Cái chuyện đó không phải là mình thích hay không thích, mình phải ăn. Bây giờ tôi hỏi ông sáng răng ăn gì, anh đây không có sự lựa chọn nhưng Việt Nam có lựa chọn nha. Đó là khác biệt gì đó vậy thôi. Buổi sáng Việt Nam ăn vui lắm anh, mình tôi thấy là chẳng hạn như bây giờ là chẳng hạn như những người lớn tuổi như mình đây, tức là cái thức ăn của mình mình phải thay đổi, mình phải ăn nhiều thứ vào, mình ăn xôi, nắm xôi, nắm đậu, đúng rồi, bắt chè, bắt phở, đủ thứ trên đời,
nó điều hòa cái con người lại. Mình cũng phải như ngày xưa, mình như hồi trẻ thôi, mình ăn ngày nào cũng chỉ cơm với lại này kia thôi, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi đây, mỗi thứ nó thiếu một tí. Thế là đấy là cái kiểu ăn của thằng cha Nhật Bản đây. Mà tôi nói nghe là tôi thấy thì nó nói mình nghe mình hiểu như vậy đó, nhưng mà tôi nhìn thức ăn của mình, của nhà tôi, của tôi mỗi buổi sáng ở đây đó là, tức là buổi sáng mẹ nào cũng phải có ly cà phê thì vậy thôi, không có gì anh, nhà mình đâu có gì đâu ăn, đồ khô không à. Đổi lại à, thằng quỷ quỷ Hải nè, ngày nào nó cũng tới nó rủ tôi ăn phở, bắt đầu nó dễ nghĩa cái tô phở nè. Bố ăn cái này là bố ăn thuốc, bởi vì thường thường nó kêu là rau sống là vitamin A, thịt bò rồi chất đạm nè, rồi rau này rau kia là thuốc, mang là bồi bổ vitamin vô. Nó ngồi nó kể, mình ngồi hai cha con ngồi cười chết luôn. Nó kêu là cái gì bò ăn rau dấp cá, rồi ăn húng, rồi đủ thứ gì thì bỏ cái vị thuốc, nó bỏ gì nó ngồi dễ nghĩa cho nghe buồn cười lắm. Rất là thương thương mấy tụi nhỏ, mấy đứa nhỏ rồi rất là thương mình. Thế thì mình đi về mình cũng nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ buổi sáng rủ nhau kéo cái bầy cái lũ đi uống cà phê các cái, rất là dễ thương. Và hầu như cái cảm giác ở đó mình, mà nó chỉ xảy ra ở tại Việt Nam thôi, là anh về Mỹ rồi không bao giờ có mấy cái chuyện đó cả. Anh là về Mỹ, tôi rủ anh đi cũng thế mà, chứ đừng nói cho mấy đứa nhỏ, xin lỗi. Thế đúng rồi. Đấy. Việc của tôi nói chứ việc gì mà nó đúng rồi. Khổ. Nói gì mà tôi nói ở bên đó mà có một người mà rủ mà anh mình đi được đi ăn với người ta là sung sướng lắm rồi. Tôi là ở đây là thiệt là bây giờ tôi ăn uống cái gì là chỉ có hai đấy chị nhà thôi chứ còn ra ngoài đường tôi không, chẳng bao giờ là ăn chung ăn đụng với bạn bè. Có vậy. Buồn. Tôi đây là tôi làm việc ở thành phố này nó từ năm 1981 nha. Mà tôi làm việc là không phải trong công trong xưởng, tôi làm việc trong đường phố. Tất cả mọi người không biết mình. Đến bây giờ 71 tuổi kiếm được thằng mà nó ngồi ăn bắt phở hay là nó dễ dàng rồi nói chuyện với nhau thì khó. Không có chứ. Đúng rồi. Không có thì ở được khó. Tôi bây giờ mà tôi muốn ăn cơm với bạn tôi là phải đi thật là xa. Đó, nó ngồi rồi. Được nấu cơm cho mà ăn rồi nói chuyện với nhau. Đi xa lắm anh. Nó ngại lắm anh, thành thử ra cái tôi nghĩ là tại vì vậy, tại vì cái khung cảnh không gian nó như vậy đây. Với lại phần tại con người mình đó, mình người mình thích bắn không biết phải không, mà tôi thấy là phần đông vậy đó. Thế con người mình nó rất là đơn lẻ nha, tôi nhìn thấy cái đời của mình rồi đó. Mà bởi vậy tôi có câu chuyện là tôi có nói đi nói lại, nó hồi đó tôi đi làm, hồi còn đi làm đó, lần đầu tiên nó hỏi thằng Mỹ ba mấy tuổi, hai mấy tuổi Mỹ trắng, hỏi lý lịch của nó ở tù xong ra cái nó ra văn phòng mình nó làm lý lịch, cái nó hỏi chứ bố tên gì, mẹ tên gì, điện thoại sao. Lần cuối nói chuyện nào nó nói không, không có nói chuyện, hỏi anh em sao, anh tên gì, ở đâu. Hồi cuối cùng gọi điện thoại anh nói hồi nào nó không có nói chuyện. Cái người Mỹ lúc đó tôi mới nói là cái người tôi mới biết là người Mỹ rất là cô đơn. Mà tôi chỉ nghĩ là cái thằng Mỹ là Mỹ trắng nó cô đơn thôi, nhưng mà bây giờ đến cái đời của tôi á, là tôi biết là mấy thằng trẻ con Việt Nam mình nó cũng còn cô đơn hơn như vậy. Cũng cô đơn luôn, không đúng rồi cả. Nó theo hệ thống, nó theo hệ thống rồi. Nó cứ bởi vì có thể rõ ràng vậy. Cuộc sống của tụi nó này coi vậy rất là đơn lẻ nha anh. Đơn lẻ. Đã vậy mà cái lối thể hiện của nó, cái lối thể hiện của nó cũng là cái lối của Mỹ. Để tôi bảo tôi cho anh biết cái điều này, cái là vui lắm. Cái lối thể hiện sự yêu thương của cha mẹ, nó đối với cha mẹ của người Việt Nam mình nó khác với cái lối đối xử của con nít bên Mỹ mà đối xử vậy. Ngày hôm qua thằng con trai tôi thấy tôi về, nó không gặp tôi mà nó gửi quà cho mấy chị, nó đưa tôi, anh biết cái gì không? Không. Rồi cái đồng hồ nó đây nè, tôi cho anh coi. Cái lối thể hiện của con nít Mỹ nó buồn cười lắm, người lớn rồi. Đây là nó mới mua hôm qua một cái đồng hồ Seiko. Okay. về cho ba để ba vui. Mà anh thấy rằng người Việt Nam thì không ai nghĩ vậy. I know. Người Việt Nam không ai nghĩ vậy, nhưng mà nó làm vậy mà nó không thấy mặt nó. Đây đồng hồ, đây mua nguyên hộp luôn đấy. Đây đồng hồ Seiko, không nó biết chưa.
chắc vậy tôi không biết nữa, nhưng mà có gì anh à, cái người Việt Nam mình không có thể hiện vậy. Người Việt Nam mình là chỉ có bánh quà bánh rồi để yêu cầu gặp mặt. Ở Việt Nam mình thí dụ vậy, nó không phải giống như kiểu hôm nay là ngày sinh nhật của bố mẹ, con không gửi, con có ở xa, con có chuyện liền như mấy bố qua là con mua cái gì đó con cho vậy là được. Không, người Việt Nam không phải vậy. Anh thấy rồi nè, cái người Việt Nam còn cái văn hóa của Mỹ nó làm nó thành ra máy móc, tình cảm nó cũng máy móc theo luôn. Ý nó muốn nói là biển gì sao có biển có quà được đâu, đại khái vậy. Nó không có coi trọng ngưỡng về tình cảm, cho nên vì đó nhiều khái thế. Thành ra sau này tụi nó lớn lên tụi nó cũng sẽ cô đơn giống như mình đang ở tại đất Mỹ bây giờ, nó bị vậy. Tụi nó cô đơn lắm anh. Đúng rồi, Mỹ họ cô đơn. Rồi. À, họ Mỹ là tự động họ làm cho họ cô đơn bởi vì đúng cái anh. Cơ chế của cái xã hội đó là như vậy. Đúng. Đó, thành ra vì đó tôi ấn rồi, nó thành máy móc và con người nó cũng thành máy móc luôn. Và thậm chí cái tình nghĩa vợ chồng nó cũng máy móc luôn. Đó, nó khổ vậy. Hai vợ chồng vào nhà hàng ăn, thằng đưa hai đứa hai cái thẻ, mày trả tao, mày trả phần mày, tao trả phần tao, chết mẹ rồi. Đúng. Còn gì đâu nữa, nói. Ok, anh có vẻ bạch rồi đó. Thì thôi, cái này thì cái tay này là mình đi live đã, mình xin cảm ơn tất cả mọi người thương yêu mình với từ xưa tới giờ và thăm hỏi, có những cái câu hỏi mà mình cảm thấy là mình rất là nức lòng, là mình đã mình tội. À, mình đi đâu cũng được cái sự chào mến từ ngoài Bắc cho đến trong Nam, từ tỉnh này tính tỉnh kia ai cũng biết mình và họ cầu chúc mình sự bình an. Thì hôm nay mình làm cái live này là mình được về Mỹ bình an và xin cảm ơn tất cả mọi người. Sẵn đây có anh Phượng thì anh Phượng thì đồng niên với tôi, hai đứa cùng một tuổi, và ông tôi nghĩ ông này có y chang như tôi vậy đó, cũng y chang, sắp trai này sắp sửa về Việt Nam nè. Trốn đi, tôi trốn tôi đi một mình, tôi nói tôi hứa tôi gặp anh đâu rồi cột hai cái giò dính nhau nhau luôn, rượu quá thì thôi thì đâu vậy đó. Thế thì một lời cuối của cái live này thì cảm ơn tất cả mọi người từ hồi xưa tới giờ thương yêu, và cũng một lần nữa là cảm ơn gia đình của mình, gia đình của mình là gia đình Đồng Nai, gia đình bà ngoại, gia đình Đồng Khánh đó. Trời ơi anh ơi, sống mà để người ta đi, người ta nhớ, người ta thương thì khó. Chứ còn chuyện mà đi chúng ghét thì quá là dễ. Mình đi cái cúng gà nó cũng thiệt chứ. Đó, còn đi ta này ta kia rồi khi có đứa khóc lóc này kia, thôi đi sớm về bố ơi này kia, các cái mà thấy mình thương gì đâu á. Thì lần cuối cùng thì mình cũng cảm ơn gia đình chú Trinh nè, dì Hằng nè, rồi chú Tuấn nè, chú Phương nè, cô Kiều nè, bà ngoại nè, nói chung cả một cái family bên kia, gia đình đi gia đình này anh, em rất là thương họ, bởi họ mình biết rằng là mình không là cái gì cả, nhưng mà họ coi một là mình là một thành viên trong gia đình, là mình thấy mình quý rồi, cái điều đó mình không thể nào mình chối bỏ được. Rồi chào Phan Thanh, cảm ơn Phan Thanh Hải nè, Hào Nam nè, nói chung là tất cả những người quen biết trên không gian mạng mà mình từ xưa giờ mà coi như là hỏi thăm mình thì đều cảm ơn hết. Khổ vậy, tại vì mình đang ở một cái sự ăn uống quá sung sướng cho nên ra mình lưỡi bà chán lắm rồi, không có ăn được. Bây giờ tôi nói anh nghe là bây giờ thế này, tôi sẽ chụp cái bức hình của anh lại này, là vì thế này này, tôi nhớ là tôi biết là khi mà anh ở Việt Nam á, da thì anh hồng hào ra, tôi biết rồi, nó bóng bẩy ra, mặt mũi đàng hoàng ra, vui vẻ ra, thì đó tôi nhớ là như vậy. Thì bây giờ chẳng hạn như là khuôn mặt nó bây giờ này đấy, là da rẻ còn rất là tốt, rất là you know. Nhưng mà tôi biết anh ạ, mẹ chỉ cần 4 tháng nữa thôi đó, và tôi biết chắc chắn là một điều cho này, da anh nó sẽ đổi, mặt anh nó sẽ đổi. À, đúng rồi, mình biết chắc chắn lạnh quá là tại đúng vì rồi. Mình đã nhìn thấy rồi đó. Đúng rồi, tôi bị mấy vài lần rồi, cứ về Việt Nam mà tốt qua đây thì xấu. Đó là chưa kể, đó là da thôi, chưa kể vấn đề khớp. Khớp nữa, khớp á, vấn đề khác không nhìn thấy. Tôi sợ kỳ này về chắc bị đau cái hai cái đầu gối này, bị lạnh á. Đấy, đó là vấn đề mà sợ nhất. Ok, thôi cũng đã khá là dài. Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Nhớ rồi. Mình thịt ra cho nó rã đông nha. Mai anh rồi. Rồi, ok anh. Rồi mai cái gì lên live tiếp nha. Okay. Rồi.